Chimba. Yeah. Ê, lỗ chị. Con cóc là gì? Con cóc là cậu ông trời. Chính xác. Giời, chị hiểu giỏi mà. Thế thì con ếch là gì? Con ếch là con ếch chứ là con gì? Ui giời, chị gà thế nhỉ? Con ếch là họ hàng của con cóc. Thế bây giờ em đố chị một câu nữa. Để em đố chị có thể nhại được tiếng của con ếch đấy. Ui dễ. Ôm. Ôi là trời đất ơi. Có con ếch nào nó kêu như thế không hả chị Bơ? Chị được học là thế mà. Con ếch lắm phải kêu đây này. Ego. Nani? Kêu thế có ếch hết hơi. Chị chả biết gì về tiếng kêu của loài ếch cả. Em mới là kêu ếch sai, chị kêu ếch đúng ấy. Chị mới là kêu ếch sai đấy. Chị được dạy như thế, em cũng chị không biết đâu, chị là đúng. Thế thì hôm nay em sẽ đưa chị đi gặp những chú ếch để cho chị xem con ếch nào kêu đúng, em kêu đúng hay là chị kêu đúng. Ếch này có ngoài đời thật à? Có ngoài đời thật, không như nó còn biết nhảy, nó còn cả biết đi như người cơ. Ồ, ếch nào mà chẳng biết nhảy, chẳng biết đi. Đại bộc phê. What? Thôi rồi, bây giờ em sẽ đưa chị gặp những con ếch đấy. Rồi chị đi biết. Luôn đi ngay. Trước khi đi mình phải làm gì? Rồi trước khi đi thì các bạn anh nhớ bấm like video, nhớ đăng ký kênh và đặc biệt là xem quảng cáo cho chúng mình nha. Rồi let's go. Rồi đây, em cho chị gặp con ếch này đây. Ếch à, ếch này nhìn như kiểu ếch ấy từ Bình Dương ấy. Ếch này là ếch Bình Dương, ếch này đến từ người ngoài hành tinh. Really nigga. Đấy, tay nó vẫn đang cầm cái gọi là cái này có gì nhỉ? Cái búa, cái con dao. Ui giời, đây là dao cạo râu. Dao cạo râu à? Chị có cạo râu bao giờ đâu mà biết. Em không nói nhiều đâu. Vào luôn đi. Vào luôn cho chị xem con ếch này như nào. Từ những người tạo ra Misfit 2. À, đây phải giới thiệu qua về con ếch này. Một con quỷ tê liệt giấc ngủ. Con ếch này là một con quỷ tê liệt giấc ngủ chị ạ. Nghe nó ghê rồi. Rồi, chào mừng chị đã đến với hội trường của con ếch. Ôi trời ơi. Đây. Đây này, ở đây là những cái gì mô hình về những con ếch mà chúng mình chuẩn bị gặp. Đây là con ếch gì ạ? Con ếch tán tỉnh. Con ếch này chuyên gia đi gọi là trèo léo, rồi lĩnh hót các con ếch cái. Đây ếch đực. Nhưng mà ếch này không có tóc móng thì tán tỉnh được. Đồ ngu. Nhìn nó đẹp trai bảnh bao ga lăng thế này cơ mà. Còn đây là gì đây? Ếch hành quyết. Con này có thể gọi là như cầu đầu trạm ạ. Con này là người phán xử. Thoại nào tay nó cầm cái dìu cái em ơi. Nhưng mà con này xấu quá. Đây là Frank. Ếch này là ếch gì? Ếch nghệ sĩ à? Ếch này cầm cái đàn bầu ấy. Ôi giời. Anh nhìn cũng hay, răng thì có mỗi một cái thôi. Đây là ếch phát sáng trong bóng tối. Uầy, làm ếch. Ếch này có thể phát sáng ra nha. Ừ. Rồi, còn đây ếch gì? Ếch ăn thịt. Uầy, con này có thể ăn thịt người đấy. Sợ quá. Ếch không đầu. Wow, con này không đầu mà di chuyển được là giỏi. Còn đây là ếch gì? Ếch là ếch thường. Còn bây là ếch bảy sắc cầu vòng, ếch vàng, ếch cam, ếch tím, ếch hồng, ếch đỏ, ếch xanh. Ếch nhiều ếch quá. Rồi, còn bây giờ mình sẽ bắt đầu vào để gặp những con ếch nha. Ôi nhưng đây như kiểu là cái bia mộ ấy không ấy em. Đây là cách chơi của chúng ta này. Chúng ta có thể vào đây và chạy trốn khỏi những con ếch. Nếu mà mình được làm ếch thì mình sẽ đi gọi là đi cầu đầu trảm các bạn này. Để mình nhận xu. Có nghĩa là mình vào đây thì mình được vừa đồng hóa thân nhân vật và mình cũng vừa được gọi là phải chạy đúng không? Đúng rồi. Thông minh lắm. Xu mình có thể mua những cái đồ dụng con ếch này này. Ơi cái này có 2.000 xu, 5.000 xu, 1.000 xu, 1.500 xu. Đấy. Mãi đi cãi nhau quá có cầm theo tiền thôi em. Đấy, bây giờ mình vào trò chơi mình kiếm tiền luôn. Thế ngon. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ chọn map đi. Map à? Map kẹo này cũng hay đấy. Map này map phá vỡ trang trại gió. Ôi trời, các bạn này map kẹo rồi. Ồ, bạn nào làm ếch kia, bạn bích bánh xèo. Rồi, để map kẹo ngon. Ôi trời ơi. Map này nhiều bánh donut đấy này. Wow. Có kẹo mút luôn. Rồi. Mình có thời gian là 15 giây để mình trốn khỏi con ếch đấy. Bây giờ mình phải kiếm đường trốn đấy chị ạ. Em cứ trốn ở trên cao, ai mà leo lên được. Ui, ở đây có cây cầu. Xóa, bạn ấy đang sau lưng mình. Ôi trời ơi. Đồ ăn hại. Rồi, luận mãi review quá bổ cho mình hẹo luôn. Anh em ơi, cứu tôi với. Một chạm lăn luôn rồi. Help me, có ai cứu tôi không vậy? Ôi trời ơi. Em bị gõ một cái mà em bò lết luôn rồi. Có ai cứu tôi không? Ôi giời ơi, thế này. Rồi luôn đấy, có bạn. Đây bạn ơi. Bạn đẹp trai, bạn gì đẹp trai? Ôi giời. Rồi ok, cảm ơn bạn. I love you chứ. Ôi giời ơi. Rồi, ở đây những cái game này. Ôi giời. Wow. May quá. May. May quá đâu không nhìn mình. Ở đây có đường ống luôn này. Wow. Giờ hết cả mình thoát hết cả tim. Đâu. À bạn này bị bổ. Đây, tí đây. Và đặc biệt là con ếch này có thể chạy nhanh hơn mình chị ạ. Wow. Thế nhưng mà nó bổ một phát mình cũng chết luôn nè. Không sao. Mình bổ làm có người cứu mình mà chị. Đây, anh ổ đấy. Bạn ơi, vào đi. Ồ, mẹ vào đây à? Vào đây trốn bạn ơi. Vào đây thì còn không có đường ra ấy. Mình cần đi trốn những con ếch.
Ui, đây đây đây, đừng ra đây, đừng ra. Ơ, vẫn là leo lên đây. Kìa kìa. Mấy con, cái map này hơi bé nha. Nên con ếch này nó dễ kiếm gì ạ. Ôi, map này chỉ có mấy ở ngoài trong nhà một tí thôi. Rồi anh em đi cạnh nhau đi, anh em đi gần nhau đi. Anh em đi gần nhau có gì còn cứu nhau. Nhưng được. Nhưng mà cứ chạy suốt thế này à, biết bao giờ mình thắng. Đây, mình vượt qua trong tầm 2 phút là mình có thể thắng rồi chị. À, mình vượt qua được mới được có 30 giây thôi. Rồi, ok. Lêu lêu con ếch ngốc, con ếch lại có tóc rồi chị này. Ồ, ếch ngáo ngơ hột mơ. Rồi, ếch ngáo ngơ như chị bơ vậy. À, con chó này. Mà cái bị bùa, cái bị bùa. Để em. Em là một chàng trai đẹp trai, em phải cứu được bạn đấy. Đây. Em chỉ thấy trái được sang hạn. Em chạy nhanh rồi, em chạy nhanh được. Ơi bạn ơi, bạn phải vào lừa nó vào trong ống đi. Lừa nó vào trong ống đi. Để mình cứu cái bạn gái xinh tươi kia. Thôi mà chết cả đôi bây giờ. Bạn ăn ui giời bạn gì ơi. Thôi rồi. Em phải thế là xong. Rồi luôn. Đồ ngu. Mình đang chị em chỉ định gọi là khá lăng một tí thôi mà. Ôi giời ơi, em đã bảo em chạy chậm hơn. Đúng là rồi. Đúng là chết vì gái là cái chết tê tái như bữa. Làm ơn cứu tôi, help me. Help me. Thôi em chết rồi. Rồi luôn. Chết vì gái. À, mình dại gái quá anh em ơi. Không, mình chưa nhá. Đây rồi, bạn nữ sinh tươi ơi, đến để cứu mình với. Ôi giời ơi, mình đã chạy rồi. Rồi luôn, thôi hẹo rồi. Say goodbye my love. Hẹn lại tập sau. Cảm ơn mình hẹo rồi. Gà quá. Em gà thật sự luôn Bun ơi. Được rồi, từ sau ván này là em không chết vì gái luôn. Rồi mình chọn map, anh em ơi chọn map đi. Map, anh em chọn map nào ấy? Rồi, chọn map nào anh em ơi. Cái đầu tiên rồi, bây giờ cái thứ hai đi. Em nghĩ là, đợi tí nó chưa mở map cho mình chọn. Ơ, mấy bạn lại ngồi xổm mà cái. Ngồi hóng, à, ngồi hóng. Ngồi cái điệu này là ngồi kiểu chó xem tắt ao ấy nhỉ? Chó xem tắt ao mình. Rồi. Đây là bảng thành tích những người chơi hay này. Được rồi. Em sẽ cố gắng vượt qua những bạn đấy. Anh nhé, nó phải là cái bảng những thành tích gọi là tệ nhất thì trước đó em giành giải đây nhá. Cái bảng big bánh xèo này vừa tiêu diệt em nha. Nhớ luôn. Rồi. Em nghĩ mình chọn cái map mà map này đi. Nó thay đổi map rồi chị ạ. Map The Ram này. Đấy. Đấy map này đẹp. Ồ. Mấy bạn mày cứ thích cái map gì kia? Phá vỡ trang trại gió cái gì? Tấu mù ấy. Cái map này đẹp này. Anh em vào đây. Yêu quái à. Không, em nghĩ là các bạn ấy sẽ theo em ấy. À, em đang trèo lái. Cái bạn shopping mobile long này làm ếch rồi. Làm hóa làm ếch. Chán nhờ, mình không được làm ếch. What? Em thích được làm ếch. What? Đây một cái dạp chiếu phim. Một dạp chiếu phim tối đen xì xì. Ôi, cái map này này. Map này mình tận 4 phút lận kìa. Ôi, có một bạn bị bổ trong kia rồi. Đấy, gì đâu. Đây. Wow, kết. Trong này cái gì đây? Đống đổ vỡ gì đây? Đây. Em cần phải ra cứu bạn đấy. Cẩn thận nha. Đấy ơi, có một bạn cứu rồi. Ôi, nó đang sau lưng này. Nó dám chọc gậy bánh xe. Đấy, bạn đây. Đây. Đúng rồi, bạn ơi. Để tôi cứu bạn gái. Em có chạy ngay đi không, nó xiên cả em bây không, giờ. Không, sao chị ơi, em... Sao mày ngu thế hả? Đấy, chứ mày chết chung luôn. Em có vòng bảo vệ mà. Đây, bạn ơi, bạn gì ấy. Đấy, tôi giờ ở đây. Cứu mà xong rồi người ta chạy đi thôi. Con ếch này màu hồng nó cầm cái. À, trốn trong thùng rồi. Ở đấy, mấy bạn đi qua em này, mấy bạn hồi máu cho em. Đấy, bạn ơi, tôi ở đây, bạn ơi, bạn từ thùng chạy ra đi. Rồi, ok. Đứng đây bơm máu cho bạn này đã. Em ơi, chạy, bye bye các bạn. Tôi chịu, tôi chả chơi nữa đâu. Từng gì gái kia. Cứu tôi, cứu tôi, trời ơi. Trời ơi, chưa thấy ai chơi tệ như Bun các bạn ơi. Em là người tốt nha. Em chỉ định cứu chứ các bạn kia ai ngờ. Tốt không chỗ nha. Con đấy nó thủ ác quá. Được rồi, ván này em được làm ếch xem. Em sẽ cho biết thế nào là lễ hội. Được rồi, đến giai đoạn tiếp theo xem mình được làm ếch không nhá. Ui, cái bạn này làm ếch lăng suất thật chứ. Chết hết. Tiêu diệt hết sạch luôn. Ăn đồ. Được của nó đấy. Hay đấy, được. Thế chứ. Để cho này em làm ếch xem. Không phải là em chơi gà. Mà là bạn ấy chơi cực hay. Mới có thể một phát tiêu diệt được hết tất cả. Chúng là hay thật. Hoặc là do mấy bạn kia kiểu ham hố cứu người. Hoặc là do map đảo ấy. Ngồi đánh rắm à? Bạn nào đánh rắm em á? Quá lô, dám ra đánh rắm mình. Ui đấy. Ôi giời ơi. Bạn áo vàng, bạn hình con ong rồi này. Thôi luôn ạ. Em đang nói chuyện là không phải do em gàm mà đấy chứ hay. Hoặc là mấy bạn kia kiểu là ham hồ cứu người quá nên là cứ ra đấy cho bạn để bổ. Tị nạn à?
nghe hay đấy. Ô, cơ sở khoa học có vẻ mấy bạn ấy thích cái mát này thì mình thử chọn cùng thôi mà. Và này xem xin phép được làm ếch để đi bổ các bạn ấy. Nào. Ôi vậy không được làm ếch cay thế nhỉ. Thôi được rồi, em sẽ lần này em sẽ vượt qua, không cho bạn ấy bổ đâu, em đợi em sẽ trốn thật là kỹ. Trốn vào mắt. Để xem thì để xem. Rồi. Ồ, mắt này là mắt bệnh viện. Ồ, mắt hospital. Đấy, tiếng Anh là bệnh viện, first aid kit. Không trốn đi, còn loanh quanh ở đây, nó thấy được nó bổ cho. À, nó xuất hiện ở đây luôn mà. Ôi giời ơi. Vãi trưởng còn chưa kịp trốn luôn đi chứ. Đoán bạn nào? Ơi chạy đi bạn ơi. Anh em chạy đi. Nó ở đây đấy. Ai có nhà thì ở yên trong nhà nha. What the hell. Trời ơi, mình trèo lên tầng mình. Bây giờ mình chỗ nào cao nhất mình vào. Ôi, nó dồn em ạ, nó dồn em ạ. Uầy, cho chơi game không đây. Chưa rồi, đường cụt à? Cụt luôn. Rồi luôn. Chạy đúng vào đường cột các bạn ơi, bùn thật là ngáo ngơ. Ây ở vấn đề luôn em. Bạn đây chạy đi, cẩn thận đây. Đây, xuống được không? Trời ơi. Nó vẫn dồn em. Nó vẫn dồn theo em. Ô, nó bổ xa thế. Ảo thật đấy. Bổ ra vậy. Các bạn cứu mình luôn. Được, anh em ơi chạy xuống đây anh em ơi. Đi theo anh em. Đừng đi đường đấy, đừng đi đường đấy anh em ạ. Đấy. Chết cùng anh em, chết đống còn hơn sống mình. Quá chuẩn luôn. À, chết rồi rụng ngay xuống lòng ạ, cay thế nhỉ? Em chui ngay vào cái góc tù kia thì em coi như. Ô, mấy bạn ơi, à vào đây kiểu này. Mình phải nhìn lên đây. Rồi. Ô, vào kiểu gì đây? Ủa vãi trưởng có cái cửa ở đây mà. Hơi lằng ngoằng. Ở đây thì làm gì có đường ra. Ở đây vào ngõ cụt đấy. Có một bạn bị hẹo rồi. Thôi lần này em không biết cứu đâu. Em kệ bạn đây. Em phải làm người tốt đi chứ. Thôi chả tốt nữa đâu. Tốt xong bị hẹo. À, bên mình lớp trong này. Đây. Mình lớp ở đây. Thì ai mà biết được mình ở đâu đúng không? Đi xuống dưới nó gõ cho em cái ạ. Em đố biết em ở đâu luôn ấy. Nào. Rồi, đố biết em ở đâu luôn đi chứ. Ồ, đố cũng thông minh. Đẳng cấp nó phải ở đây. Bạn mình kinh rồi. Chứ bạn đâu? Wow, đây là game chạy trốn mà. Mình được phép sinh tồn mà. Mình có chết bẩn không? Chị bảo em chết bẩn. Nhưng mà bạn này mới tiêu diệt được có hai người. Nhưng bạn này gà. Bạn này cũng đang lúp rồi. Lúp ở đây thì dưới ngang rồi bảo lại. Lại ông tôi ở mũi lạnh. Trời ơi, cứu này. Rồi, không, mình không được. Mình phải vừa cứu được người. Mình lại vừa chạy thoát khỏi lõm mới đẳng cấp đây này. Đây. Nó lên tầng rồi em rồi. Bạn ơi, rồi luôn. Thế là chết một đống. Rồi luôn. Đấy, bạn đây đang hồi sinh cho mình. Rồi, ok, em phải đứng hồi sinh cho bạn đấy, em đứng rồi, chạy tiếp. Thế sau đó nó bổ luôn, chết luôn cả đôi. Không, em đứng cạnh bạn đấy, em tiếp mà. Chạy đi anh em ơi. Chạy đi anh em ơi. Này, trốn đi. Chạy đi anh em ơi, nó đến rồi. Nó không vào. Còn 9 giây nữa em sống sót rồi. Ui giời, dễ không ấy mà, con ếch này gặp. Ôi giời ơi. Ơ, dễ không ấy mà. Quá. Còn 3 giây nữa. Trời ơi. Gà, một con gà bùn. Ui giời, còn có 3 giây nữa. Không hiểu vấn đề gì nữa, em chết như thế con ếch này đâu. Ui giời, nó đi trước bọn em, nó phang em một phát, em chết rồi còn đâu. Em chắc chắn ván này em sẽ làm anh em trả thù. Ôi giời, chị không tin. Chị để xem. Rồi, chuẩn bị lại để cái màn chọn map này. Ôi giời. Em nghĩ em đứng vào cái map giữa này luôn, em chọn luôn. Đúng. Em ngồi đây chờ luôn. Đấy, anh em vào đây ngồi chờ với tôi nào. Cho quả rắn. Tí đợi, vào đây, em biết cạnh đánh rắn mà. Anh em vào đây anh em. Vào đông đông tí, người rắn này đã thế không vào, mình chui ra giữa. Đánh quả rắn vàng khè luôn đi chứ. Eww! Khi đến mong em dưới. Mang gì đây? Ngọn hải đăng à? Kệ đi. Ngọn hải đăng này có đẹp không nhỉ? Không, em nghĩ lên chơi cái map này này. Cái map The Austin này cái gì? Mình cả map phá vỡ trang trại gió. Map này hay đấy. Ai sẽ làm ếch đây? Mình. Yes sir! Làm ếch rồi. Nhân à. Quả này phải trả thù. Quả này nhá, để xem mấy bạn này có chạy được không. Chạy vào mắt mày không hớt được bao con trai. Mình sẽ bảo là anh em cố lên. Rồi. Chắc gì em đã chạy nhanh mà các bạn đi mà gom em. Bạn cũng được vào trước. Các bạn vào trước, bạn ấy trốn này. À, mấy trưởng, bạn này có mười mấy giây để trốn đấy. Rồi, ok, hello. How are you? Tay mình đang cầm cái rìu. Ô, nhưng mà không thích.
thấy ai hết ạ. À, đây đây kìa, đây. Kìa. How are you? I'm fine, thank you. And you? And you một bạn. Lao. Mình đứng đây mình kê, đứng đây mình kê chưa? Bạn nào nhảy ở trong thùng này trong trong á? Lao. Rồi có ai vào hay không? À đây. Đây rồi. Bố đi. Đây rồi. Hai bạn rồi. Ủa? Mấy anh em mày hẹo hết rồi. Phòng mình có 2, 4, 6, 8 bạn em ạ. Ôi giời, em bổ cho hai bạn hẹo rồi. Không ai cứu luôn. Cái này là không mang tính đoàn kết rồi. Bỏ đi đâu đấy bạn ơi. Mình đi tìm. Thôi mới chào. Trốn đâu nhở? Ủa? Các bạn ấy trốn đâu hết rồi? Đấy, mình đừng làm ếch cái mà các bạn ấy trốn kỹ thế không biết. Một bạn được cứu ơi. Ăn lại đi cứu nhau ạ, Ôi giời, sao lại chạy chậm thế này? Cây tươi nhở. Người ta là hồi sinh là em bị chạy chậm mà. Còn 1 phút 47 giây nữa em ơi. Đây. Này thì đây này. Đâu rồi? Mấy bạn này trèo lên đây kiểu gì nhỉ? Đây. Má trưởng cay thế. Không để ý một tí. À đây, có một bạn này. Cày thế nhỉ? Nhảy toan xì tươi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. À, bị kẹp luôn rồi. À, thật là cay cú. Đâu rồi đây, bên này. Kia kìa. Rồi nữa. Làm gì nhảy được toan san như thế? Rồi nữa luôn. Bên này. Có cái cầu thang bên này mình không biết ạ. Ơ, game lửa. Đây rồi. Mình móc lớp luôn. Có bên kia. Bạn nào ra cứu. Đố tham gia cứu luôn. Bạn này dụng rồi. Nhanh. Trời ơi, chậm thế thì bạn ấy chạy mất rồi. Ếch biết nhảy mà nhảy mày nhảy xịt thế này, cay thế nhở? Ôi trời, được cứu rồi. Cay quá. Đây. Em bổ bạn này phát lưỡi, bạn này hẹo. Rồi, bạn này chạy đâu? Chạy đâu con sâu? Rồi, đi tìm đi. Ủa, bạn này cũng hóa thành ếch luôn này. Bạn này hóa thành ếch đi giết của mình. À, hóa ra là em lây nhiễm được. Rồi, bạn này hơi cao nha. Chứ thôi, còn có 19 giây nữa làm ăn được cái trò chống gì nữa nhỉ? Mình mới tiêu diệt được hai bạn, một bạn làm ếch giống mình. Ôi trời, em gà thế thì nào. À, đây rồi. Nhanh. Đừng cút rồi. Lẹ này. Tinh binh biệt thủ. Rồi luôn. Mình tiêu diệt được có 2 người, 3 người. Ai bảo nay em gáy sớm, bảo các bạn cố lên nào. Cay thế nhờ, mình bảo mình khuyến khích anh em. Anh em cố lên cái, anh em cố thật, cay thật đấy. Rồi, một game nữa để thể hiện trình độ của bun. Bạn này có cái đầu tivi ấy, à đầu máy tính à? Đầu máy tính cũ ạ. Come on anh em ơi, à đây, vào làng anh em ơi. Làng ấy nhỉ, làng Minecraft ạ, nhưng có tên là mảng làng vô sầu. Bạn tiếng tây tiếng tàu nghe oách phết để đùa đâu. Ú, cái bạn Mr. Handsome, à, nghe mình đẹp trai. Lại còn 26 nữa, 26 Sơn La chào anh em à. 26 Sơn La chào anh em nhá. Bạn này đàn ở Sơn La còn đẹp trai, được đấy. Ú, phải trốn đi anh em ơi. Mà mình có vẻ rộng nha. Mình có 15 giây để trốn anh em ạ. Cái gì đây? Bể nước à? Vãi trưởng cái bể nước không rộng lắm đâu chị ạ. Có mấy cái nhà thôi. Hay là mình thử đánh trên cái nhà tòa cao cao của các bạn. Đây. Ui, mấy bạn trèo được cái lên cây à? Đây, đi vào trong nhà này. Đây, mình phải trèo lên cái khúc gỗ này, mình trèo lên cây này. Ôi giời. Nhảy toàn trượt thôi. Hôm nay chơi game kiểu gì ấy, nhảy toàn trượt thôi. Tỉnh ngủ đi em ơi, không thì không ai cứu được em đâu. Rồi, ok. Anh em nha. Mình đứng đây mình quan sát được tất cả. Đúng rồi, mình cứ đứng đây thủ thôi, làm gì được. Về ví dụ con ếch chạy lên cái em nhảy phát xuống đây. Em nhảy lên đây. Nhảy lên đây. Như ninja luôn. Ôi vãi trưởng nó hồi sinh ngay ở đây ạ. Thôi được rồi, anh em ơi chạy đây. Đấy, theo đúng chiến thuật là mình nhảy lên đây này. Hello. Ôi trời, bạn ếch kia nhảy rồi. Hello. Rồi, tiếp tục là nhảy lên đây. Nhảy lên cái mái nhà này rồi. Rồi tìm. Ếch đâu rồi? Ếch bổ được bạn nào chưa? Ui giời, ếch sợ, ếch chạy à? Ở trên cây thì bắt là bao giờ mới bổ được người hả bạn? Ếch lên rồi. Em trèo hẳn lên cây này. Ôi. Rồi, sao lên đây mà bắt này. Ôi, con ếch này ngáo ngơ có mơ. Ôi, thế ếch, nhỉ? Ếch đứng im rồi, ếch bị điểm hoa rồi. Ôi giời ơi, gà thì bảo là gà không dám chơi game nữa thì lấy đi, hay là giả vờ ấy. Này bạn gì ơi? Hello. Ôi giời ơi. Làm ếch mà không đi bắt người à bạn ơi. Ê. Ồ.
Ôi trời ơi. Lừa. À không. Em húc nó mới nhảy tưng tưng rồi thế thôi chị ạ. Đấy, con đách này làm gì? Ôi giời, con đách này đốn củi á. Con đách này không làm ếch. Nó đi đốn củi chị ạ. Nó đi chặt gỗ. Ôi giời ơi. Con này chán thật đấy chứ lị. Đi dừng đây bắt tớ đây. Phế như bùn. Là bạn thử kêu ộp 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 thôi mà. À. Thế này là mình đi. Bạn này tự vào đấy cho nó bổ này. Ôi giời. Để mình cứu bạn này. Ta cứu đi. Ôi giời, nó bổ em ấy. Sợ gì, mình đông mạng mà. Ok, không sao hết. Nào, lên lên mà bổ này. Ôi, nó không lên được đâu em ơi. Lên lên mà bổ ấy. Còn đây gà, còn đây gà. Lêu. Thế ông im ám mồm. Đi. Không ông chị ơi, em đứng em con trêu con ếch này. Con ếch này đốn củi ạ. Mà còn hai mấy giây nữa là thắng rồi. Con ếch này gà quá. Đấy như cái bạn handsome cái gì nhỉ? Mr. Handsome 26. Bạn handsome đến từ Sơn La này. Nói chung là bạn này không ăn thua. Đừng làm ếch nhiều. Không ăn thua. Không có kinh nghiệm nào đấy. Nên mình đá bạn này. Đá cho cái luôn này. Nào. Đá cho cái đấy. Tất cả đều sống sót. Mỗi bạn ấy làm ếch cả. Ôi giời ơi. Cực kỳ gà. Mời đáp. Đây là trận đầu tiên em thắng ấy. Trận thứ hai rồi chị ạ. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Không. Bây giờ chị biết là con ếch nó kêu như nào chưa? Vẫn chưa biết kêu như nào. Để em về em đưa chị đến trang trại ếch cho chị nghe. Nghe con ếch nó kêu như nào nhá. Và đi ăn nấu ếch luôn nhỉ. Wow, ếch là bạn của chúng ta. Ếch là bạn của cậu ông trời mà chị dám ăn à? Chị thôi, chị không ăn nữa. Bây giờ thế thì đưa chị đi nghe tiếng của nó thôi cũng được. Được rồi, trước khi về chúng mình nên làm gì đã? Rồi, trước khi về thì các bạn nhớ bấm like video, nhớ đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo cho chúng mình nha. Goodbye my love.